Mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn cái cách lưu lại một cái dự án, lưu lại toàn bộ dự án và đem sang một cái máy tính khác để tiếp tục dựng và chỉnh sửa. Giả sử trong trường hợp các bạn ở ngoài tiệm net, các bạn chỉnh sửa biên tập nhưng có nhu cầu muốn đem về máy tính ở nhà để chỉnh sửa tiếp thì làm thế nào, hoặc là sử dụng máy của thằng bạn edit nhưng mà sau đó thì muốn đem về máy tính của mình biên tập tiếp thì làm sao. Thì cái phần mềm này nó cũng có một cái chức năng cũng khá là hay ha, đó là tính năng export as zip. À không, cái tính năng đó là ở đâu rồi nhỉ? Export as zip, đúng rồi, đây là cái tính năng cho phép các bạn đóng gói cái dự án đang biên tập còn dang dở và đem sang một máy tính khác để tiếp tục chỉnh sửa. Thì giả sử như các bạn thấy trên hình của các bạn là một cái video sau khi đã dựng xong hoặc là dựng còn dang dở, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái export as zip. Và chọn cái nơi cần lưu. Ở đây mình lưu vào cái folder 4 và chọn cái và đặt tên. Rồi, chúng ta các bạn nên để cái tùy chọn này nha. Giả sử nó không có thì các bạn phải bấm vào để chắc chắn rằng có cái dấu tích này. Và ok. Sau đó thì các bạn sẽ đến cái nơi lưu và các bạn sẽ thấy một cái file này ha. Thì trong đây nó sẽ đóng gói lại toàn bộ những cái hình ảnh, âm thanh, video mà các bạn dùng trong cái dự án của bạn. Tức là những cái gì có trên timeline nó sẽ được đóng gói lại. Rồi, các bạn copy cái file này, lưu vào USB và copy sang cái máy tính khác. Ở đây thì mình không có cái máy tính khác nhưng nên không thể thị phạm cho các bạn một cách trực quan được. Nhưng chúng ta ví dụ đây là một cái máy tính khác ha, thực chất là cùng một cái máy tính thôi. Rồi xóa đi những cái file này đi, giả sử thôi nha. Còn thực tế thì các bạn copy sang máy tính nhà hoặc là máy tính của các bạn. Rồi sau khi copy về máy tính của các bạn thì các bạn chỉ việc extract here. Rồi đó, chạy cái dự án này kéo thả vào cái phần mềm trên máy tính của các bạn. Đó, thì cái dự án còn dang dở của các bạn sẽ được add vào phần mềm trên máy tính của bạn. Thì bạn có thể tự do chỉnh sửa video ở ngoài net, ở ngoài những cái địa điểm công cộng, hoặc là mượn máy tính của người khác edit bình thường. Sau đó thì dịp bó ship thôi và đem copy về máy của mình tiếp tục dựng tiếp, không vấn đề ha. Thì đây là những cái trường hợp đặc biệt. Thì mình hy vọng sau khi các bạn xem xong video này thì có thể hình dung được cái vấn đề mà mình đang nói. Và nếu như các bạn thấy nó có ích thực sự hữu dụng thì các bạn có thể nhấp vào nút đăng ký như là một cái sự ủng hộ, động viên để mình tiếp tục ra những video mới nhất. Rồi, mình chào và hẹn gặp lại các bạn.